giờ mình phải nấp vô, mình vô quán bar rồi đó. Mà đường nó sắp tới. Đúng rồi, giờ mình phải nấp vô vô quán bar đúng không? Đúng rồi, mình vô quán bar mình làm ly. Cái lúc nào mình ấm ấm người á, mình về. Mà ai chạy về? Có một ly chứ nhiêu. Ủa không phải mày ơi, cái đường này. Hôm nay mình đi ăn ốc giò lẩu các bạn. Lẩu rồi ăn luôn. Hôm nay mình sẽ review ốc giò lẩu cho bạn coi. Cái sò lông nướng mà hành, sò lông hầm. Rồi một cái cơm chiên tôm cua. Với lại một cái lẩu thái hải sản. Đủ chưa? Đủ rồi. Uống cái gì à? À uống mặn hơn. Có lăn không? Mình có thể xoài mượt, có thương tiêu, ốc giá bắp cừng, sò lông, mỡ hành, cũng như không có lẩu thái thôi. Uống này, dĩa này á. Ờ, đây là món ốc đầu tiên. Trong này là bây giờ mình sẽ thử ăn một miếng ốc. Ốc này là ốc gì vậy chị? Một bột. Một bột nắng xào. Gì? Gỏi xoài. Ờ, đây là mình giới thiệu mình sẽ ăn mực bột nắng giỏi xào xào gỏi xoài. Gỏi xoài. Mực bột nắng gỏi xoài. Bây giờ mình ăn một miếng xoài vô. Nó rất là ngọt các bạn. Ăn miếng xoài nó rất là xoài luôn. Ok, đây là món thứ hai của tụi mình nha. Đây là món ốc gì? Xào lông nướng hành. Đây là xào lông nướng mỡ hành với rau muống. Bây giờ mình nhấp thử một con vô chén của mình. Đây là món thứ ba em ạ. Đây là ốc hương nướng tiêu xanh. Đây là dĩa cơm chiên tôm cua. Sau đây là cái nồi lẩu. Lẩu gì vậy? Lẩu Thái Lan. Còn đây là ốc hấp gừng. Mà gừng không mà không thấy ốc đâu hết. Còn này là rau. California University ở ngay dưới cái bảng xanh xanh đó. Thấy chưa? Đây là California State University Long Beach. Ôi, lấy điện thoại đâu rồi? Đúng rồi. Mình ăn xong là mình phải đi vô gì? Vô trường đại học. Vô trường đại học để mình học. Và đó, giờ bây giờ vô đây là vô khuôn viên trường rồi giáo. Covid vaccine luôn hả? Rồi ví dụ như là mày học ở department nào á, ngành nào thì nó có một cái building riêng. Nhìn nó như cái bệnh viện nè. Khu viên trường. Đây mở đèn sáng nha. Đó này là trường không có dậu. Vậy hả? Ừ. Vậy mấy lần mình đi bộ chắc đi mệt luôn á. Đi quải luôn á. Vừa học đại học là vừa go đi biển luôn à? Ừ. Ý, go chụp hình nghe không? Ừ.